Thưa quý vị và các bạn, qua hai cơn bão số 1 và số 2 trong tháng 7 vừa qua đã gây mưa lớn kéo dài trên diện rộng, dẫn đến tỉnh Kiên Giang bị thiệt hại nặng nề. Một người chết, 17 người bị thương, sập 126 căn nhà, tốc mái 273 căn, chìm 12 tàu thuyền, ngã đổ 16 trụ điện, một số đoạn đường giao thông hư hỏng nặng, hơn 33.000 hecta lúa hè thu và thu đông ngập úng ngã đổ, ước tính thiệt hại 14 tỷ đồng. Thời tiết vào những tháng cuối năm còn diễn biến khá phức tạp, nên tỉnh Kiên Giang đã đẩy mạnh công tác phòng chống thiên tai nhằm giảm bớt thiệt hại đến tính mạng, tài sản, sản xuất và đời sống của người dân. Theo dự báo của các cơ quan khí tượng thủy văn, vào những tháng cuối năm 2023, thời tiết diễn biến phức tạp khó lường, bão áp thấp nhiệt đới có khả năng xuất hiện nhiều và có thể ảnh hưởng nhiều ở vùng Nam Biển Đông. Hiện tượng El Nino ảnh hưởng mạnh từ mùa khô 2023-2024, nên tình trạng hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn có nguy cơ xảy ra ở cấp độ cao trên phạm vi rộng, kéo dài từ mùa khô năm 2023-2024 và đến năm 2025. Do đó, để công tác phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn tỉnh đạt kết quả tốt, hiệu quả, với mục tiêu giảm thiểu thiệt hại về tính mạng, tài sản và sản xuất nông nghiệp, ổn định đời sống cho người dân. Tại hội nghị chuyên đề về phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và triển khai kế hoạch tổng thể ứng phó hạn mặn giai đoạn 2023-2025, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Kiên Giang Lâm Minh Thành đề nghị các cấp, các ngành và các địa phương tập trung triển khai tổ chức thực hiện nghiêm các nội dung chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân tỉnh tại hội nghị trực tuyến tổng kết công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2022, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2023 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang. Tổ chức thực hiện đồng bộ các nội dung kế hoạch phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn giai đoạn 2021-2025. Ban chỉ huy phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự các huyện, thành phố thường xuyên cập nhật kế hoạch phòng chống thiên tai, phương án ứng phó với thiên tai đầy đủ, toàn diện với các kịch bản thiên tai, nhất là các tình huống đặc biệt mưa lớn trong thời gian ngắn. Triển khai tập huấn luyện kỹ năng, trang bị công cụ, dụng cụ, phương tiện cho lực lượng xung kích phòng chống thiên tai tại cơ sở, nhằm đảm bảo hiệu quả việc thực hiện phương châm 4 tại chỗ, nâng cao năng lực và hiệu quả hoạt động đội xung kích phòng chống thiên tai cấp xã, đẩy mạnh công tác thông tin truyền thông, nâng cao nhận thức cộng đồng về công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn thông qua nhiều hình thức, nhằm phát huy ý thức tự giác chủ động phòng chống thiên tai theo phương châm 3 sẵn sàng, chủ động phòng tránh ứng phó kịp thời, khắc phục khẩn trương và hiệu quả. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Kiên Giang yêu cầu Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn thành lập đoàn công tác phối hợp với các địa phương điều tra xác minh thiệt hại về sản xuất lúa, hoa màu ở các địa phương để có hướng chỉ đạo khắc phục hậu quả, hỗ trợ khôi phục sản xuất thiệt hại do thiên tai. Về lâu dài, chỉ đạo các địa phương thường bị ngập úng do triều cường, lũ, mưa lớn, khảo sát nâng cấp các tuyến đê bao, bờ bao, đảm bảo trên mức báo động 2 và phát triển hệ thống trạm bơm chống ngập úng, điều tiết nước phục vụ sản xuất. Đồng thời, các sở ban ngành cấp tỉnh có liên quan chủ động chỉ đạo phối hợp, hỗ trợ địa phương triển khai công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn theo chức năng quản lý nhà nước được phân công. Ủy ban Nhân dân các huyện, thành phố chủ động bố trí nguồn lực, tăng cường đầu tư trang thiết bị, công cụ hỗ trợ cho lực lượng làm công tác phòng chống thiên tai từ nguồn ngân sách địa phương, đảm bảo cơ bản đáp ứng được yêu cầu phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trong thời gian tới, triển khai sớm công tác tập huấn nâng cao nhận thức cộng đồng, quản lý rủi ro thiên tai, đồng thời diễn tập phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn quy mô cấp xã theo kế hoạch năm 2023, nhằm nâng cao năng lực điều hành ứng phó thiên tai của chính quyền địa phương theo phương châm 4 tại chỗ là chỉ huy tại chỗ, lực lượng tại chỗ, phương tiện, vật tư tại chỗ, hậu cần tại chỗ và 3 sẵn sàng là phòng ngừa chủ động ứng phó kịp thời, khắc phục khẩn trương và hiệu quả, phát huy tính tự giác của người dân trong công tác phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn. Trong các cái kịch bản chúng ta rất là cụ thể rồi, nhưng mà khi tổ chức thực hiện các cái kịch bản này thì hầu như là đến thì chúng ta mới làm, đến chúng ta mới theo dõi, đến mới kiểm tra, chứ không có phải là coi như đây là thường xuyên. Do đó tôi muốn đặt lại cái vấn đề là về mặt văn bản là đầy đủ hết, không thiếu một cái văn bản nào hết, từ chỉ đạo của Trung ương cho đến địa phương chúng ta là không thiếu văn bản. Rồi tổ chức triển khai quán triệt chúng ta cũng làm tốt. Nhưng mà đi vào tổ chức thực hiện thì chúng ta cũng có làm. Nhưng mà ngay từ đầu tôi cũng nói cái hạn chế của chúng ta đó là cái công tác kiểm tra trước khi vào đầu mùa mưa bão trên tất cả các cái lĩnh vực về an toàn
trong cái thiên tai. Nếu chúng ta làm tốt được cái này thì chắc chắn là cái khi xảy ra thiên tai thì cái hậu quả, mức độ của nó là chúng ta lường được, chúng ta cảnh báo và chúng ta chủ động, chúng ta ứng phó được. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Kiên Giang Lâm Minh Thành đề nghị đẩy mạnh công tác phòng chống thiên tai trong những tháng cuối năm. Do thời tiết diễn biến khá bất thường, nguy cơ bão và áp thấp nhiệt đới xuất hiện nhiều, nên các sở các ngành của tỉnh cần tập trung quyết liệt về nhiệm vụ được phân công, đồng thời các huyện và thành phố thực hiện tốt với phương châm 3 sẵn sàng, 4 tại chỗ. Đồng thời, Ủy ban Nhân dân các huyện, thành phố đảm bảo nguồn lực, thiết bị, công cụ hỗ trợ cho công tác phòng chống thiên tai từ nguồn ngân sách địa phương. Do đó, công tác phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự là rất cần thiết, quan trọng, nhằm giảm bớt thiệt hại về tài sản con người do thiên tai gây ra, để ổn định sản xuất nuôi trồng và đời sống của người dân, góp phần phát triển kinh tế xã hội cho tỉnh một cách bền vững.